mà ta lời nó vẫn về là chiều. Hôm nay đến dùng nhà thầy kêu ơ ni đầu nó hay. Lược tiền trao bố đất mê mưa hà là la cháu bạn mẫn thuộc đi hát chơi giờ em hơn mình về là buổi chiều buổi trường có chị mình dùng đoạn đường đêm này cùng nó hay. Hôm nay tôi chào bố lên chùa chào mẹ lên chiều cho hồn về mưa đỡ gặp mà em nghe em tiếng hồn y nắp bóng chớ đèn kỳ cho em cháo lừa cả uống thì theo em nghe em hơn đến đi vui ca chiều mẫn chùa thời bụi cả đợt đã liễn mưa uống mắng hay cho em hơn quê là ni chớ thấy bóng chớ đèn pha hạt đã chơi mê hồn chưa biết cha nơi nó giờ em hơn bè giờ đang ngồi chiều nhà trường đợi hình bố lại tỏ tướng un dài un nói em ơi bố cho thật bố cho tương ở thăm lạc khả lạc mưa mất thương em hay em ơi đêm khuya cho khuya phẳng cho em ơi cho un chìn thẹp bố thấy nơi hát trời đã rõ em hơn xin thẹp bố vui lên chiều mệt lên chuông ngày giao ngày thu là lễ về mương vừa quê về là quan vừa là mương ơ ni đã rõ em hơn chúc ca cho bố chiều mi trường tuổi con khắp nẻo chìm mương lương dàn đầu nó ơi bố đi đã có bố ngồi trường có mê ngồi chiều lòng mương bình yên đã dở hình hơn đến đi mình thăm hết chiều cho mặn chùa ngày người hào thắm đó đã rủ mưa trắng ngày mình đã chúc hết chiều lắm anh ý hào dùng đợt mưa ni đâu nó ơi nhưng em khẽ cứng là chờ xa mương anh chẳng biết lối biết đường nữa đi ùn nó ơi ùn ni cho con cái cho lòng mương tên un chỉ khả dẫn đường em đi đã hẹn Thank you.
cơm ăn ra càng chưa xong rồi đời chưa mặn ôn đôi lời hát bụi à con ơi hôm mà nay em rất tự hào mẹ ngà gặp ba ôn ở mường khao mang bụi đầu nọ ơi mà ta lời nó vẫn à về là chiều hôm nay à đến dùng nhà thầy kéo nỉ đầu nọ hay mong à ôn à cất thiêng à lên lời đỡ bụi à văn nghệ à rơi ơn ý cùn nọ ơi nghe ngà về là bụi làm mà nó ơi hôm nay à lá lì kể thới nhà cha đầu nọ hay hôm nay bao la lễ nhà thầy chờ tiền bộ đi ngã uốn ngồi chờ cũng yên ngày yên hơn còn à răng à chỉ nửa uốn hơi đưa mình hạ ta dùng đêm tươi cho bụi đầu nọ hay tiếng ếc uốn măng nhớ măng thua uốn phê là chữ đợt đã dũng mưa thua gặp mà yên ngày yên hơn mình à về là buổi chiều buổi trường có chị à mình dùng à đòn đường à đêm này cùng nó hay cảm ơn chớ cái chiều mặn chưa cho tình uốn gặp em giữa đất mưa mà nơi nỉ giờ em hơn tuy à răng à mới gặp à nó ơi đời mình à xin à có à đổi lưới đưa chú ca nơi nỉ đầu nó hay lược tiền chào bố đất mê mưa hà là la chào bạn mẫn thua đi hát chơi giờ em hơn em à xin à chào hết à đất à mưa quê hương à đôi mươi đất mưa y mang bụi đầu nọ hơi hôm nay phê chào bột lên chùa chào mẹ lên chiều cho uốn về mưa đỡ gặp mà em ngày em hơn uốn à răng à mắng quỳ nô lương xin chào bố đợt ta mẹ mương à nơi nỉ đầu nọ hơi xin chào chớ bố mẹ trong nhà cho tôi chữ dùng lá qua ngày hôm nay giờ yên hơn chào à hết ta cả cả mẹ đều ngồi cho con hát ta dùng đổi lưới đêm bụi cùng bố mẹ ơi xin chào cho tất cả quê mưa
cho tôi kịp bàn đến phước cũng yên hơi. Chào hết con ùn lòng gia đình, cho tôi hát dùng bê bàn mình đêm này của ngày ngày ní. Xin chào chớ cái chiều mãn chùa chị nà tha bán che nà nước đây nên ngồi chơi giờ em hơi. Ùn ơi cháu hết đã nói đưa mình xin phép lúc này hát bụi cùng ùn nói. Tên ùn y nắp bóng chớ đèn kỳ cho em cháu đưa cả ùn thì theo em ngày em hơn. Xin phép bố mẹ linh trường cho con hát dùng bản phương đêm này cùng bạn ùn hơi. Anh ơi xin hết bố linh chùa hết mẹ lên chiều hết bán mưa lên ngồi trời giờ em hơi. Xin phép chú tịch cả long mường thượng bàn quan chỉ đón thanh niên cùng nói. Xin phép chớ con bố lũng mê là làng liền lũng vừa rõ ra cho miếng trời giờ yên hơi. Xin phép em mang lòng nhà cho tôi hát dùng đầm đá đêm bụi cùng ngày ùn hơi. Đêm bụi ùn về là chiều chờ mặn chùa mặn em hát vô ngã trắng là ùn mặn thường đà em hơi. Hôm nay chứ ngày lì nhà trường quê hương làng xa mà bản phương đều yên nỉ đôi hồn nọ ơi. Quê mưa ún thay thụt thay lệ thầy quê láng cho mà quê mưa ùn măng bụi giờ em hơi. Còn răng chỉ đưa nó ơi quê hương đôi mới mang tuyệt với lòng thôi ùn nó ơi. Đến đi ca chiều mẫn chùa thời bụi cá đợt đã liễn mưa ùn măng hay giờ em hơi. Hồ mà nay lưới đẹp chữ nó ơi mẹ mẫn ùn mình thôi cứ hát bụi cùng nói. Hôm nay chớ mưa lặng tắng lo hôm mà nay em uống uống bữa lo bữa gặp mà em giờ em gặp nhau ở nhà chiều nhà thầy đưa mình câu lục ca lục này bên nhau cùng nói. Con răng chi chứ
nửa ô tì thì trà nằm vừa ăn lô cả bữa thầy vừa gặp mà em ngày em em à về là thấy điện chờ nhà thầy mà em à thấy đẹp ba lúc này mang chờ đầu nó ơi về là ni chưa thấy bóng chưa đèn pha hà đã chơi mẹ uốn chưa biết cha à nơi à nọ giờ em hơn bởi à vì à mới gặp à ở đây thì mình à phải hỏi lúc này mới biết nhau hay uốn nọ hơn thôi thì uống thời mắng thừa vì là trường chưa biết đã ngỡ mưa nơi nọ em hơn thế em bố lại nó ơi mãi khâu ngay lại bạc bưởi đều đi cùng nói măng ê chớ hát ra dụng măng thừa măng thường thiếng thề un thắm mương thì biết là thầm mẹ em bây giờ đang ngồi chiều nhà trường đợi bố lại tỏ tướng un dài un nói em ơi bố cho thật bố cho tương ở thăm lạc khả lạc mưa mắt thương em hay em ơi quê em ân nghĩa ân tình khiến khu mương khỏi là mương quê đầu nọ ơi măng mương chữ ân nghĩa mà ân tình măng em hạt dùng có nghĩa tình uốn măng thường là dở em hơn bò răng có nghĩa có tình buồn ơi cứ nói cho em mình mang vui nồn nọ ơi thiếng em vừa mang nhớ vừa mang thừa buồn ai ổn lộ cả nhà thầy vừa gặp mà em giờ em hơn về là ni à lá đặt chờ mương cao mẹ em à gặp ổn à dàn giáo quê hương đầu nọ ơi mương cao chớ mương kiện mà thổ cho nô ủn này thấy thổ chả như cha đang hát ra chơi giờ yên hương bò răng khao kèn đẹp nô quê hương khánh nhà tàng đồn dung mang vui đầu nọ hay măng thương liên măng nhớ em hơi về là nơi thấy có lại bữa dâu thì măng vui giờ em hơi cái chi y đối mười ta thôi còn người tốt ta đẹp ba bụi ngũi mang ở đầu nói về hà ni
bữa un bữa cháu ai bữa hè na un ai tập bằng ngón đèn trời cũng em ngày em bò răng un sầu un hèn đừng chèn bóng thô la mà phen đôi hạ cùn hay thân un chuối tàu chưa bằng đen mắm em hạt dùng ủn hen mỹ thương em đại em cho du ủn thấp kèm mà ủn hen ủn thằng điêu thì anh mang hen thân em rồi ủn nó ơi xin em đêm chiều cho nhà thầy luôn luôn khuê mình mà ngồi mà hát chửi gió em hương cả mà ơn lưới ngò cả thiêng nàng em nì ý vẫn nhận câu nàng thăng thai ồn nò ơi em ơi về đêm chốn nơi ni em đi mấy dặm mấy đôi em nhỏ em em đi lắm dặm đón trường mặng thường thiêng ùn anh về mương đưa la bụi rồi ùn nó ơi tí răng lắm dầm mà lắm đường mấy khi về chiều về trường nhà cha dò em hơn em mang vui làm mà ùn ơi hôm nay an dùng an ngôi ơ nì rồi hùn nò ơi hùn chưa đã đi hạt cho ngày nò hôm nay về chiều nhà thầy vừa gặp mà em ngày em vừa đừng mà khiếm tôn trời tình ùn ra đi hát ta em mình đã lộ rồi ùn nó ơi đi lộ ùn đi mãi em hơi ùn chưa thấy nghe chủ người em mắng thường mẹ em bây giờ về chiều về trường mà hùn cứ hát ta thiềng mương cho bụi cùng hùn nó hay nếu hùn chẳng mặt khá chẳng mặt đăng thì em chỉ khá dẫn đường hùn đi hai em hơn đôi như thành nhà lý ngàn khó khăn vất vả cùng bán đưa đi đâu nói cảm ơn cái tầm long yên chọn ti dù mà kèm thiềng ủn bên theo em đại hơn ủn ơi đứng nói nó ơi cầu nó đúng mình thôi có nhau ủn nó hay đến ni ủn đi mới đến lần đầu lần nào khó thắm đèn un ỉn mê lại với là trời giờ ỉn
Nghe ngài khe cá là đinh làng, dù sao chẳng nữa hùn nắng có em hùn nọ hơi. Có em thì hùn giật tự hào, nếu hùn ở mà ta có em mệt nó theo em hơn thế là hơn làm mà nó ơi. Hôm nay gặp hôn kẻ người sương rồi nó ơi. Đêm khuya chợ thánh vắng cho em hơi, ôn ngôi bao chiều nhà thấy măng bụi đã sợ em hơn. Bởi vì con cháu long mương, hôm nay khám lý cho trướng nhà cha đầu nói. Về chuông về là chiều cho em hơi, ngày nọ ngày lì mình lại ngồi mình hát chơi là gió yên hương. Ia mong con theo bà nhà cha luôn luôn xoay sang đỡ má bên nhau rùn nọ ơi. Đêm khuya cho khuya khoảng cho em hơi, cho un chìn thẹp bố thôi mới hát chơi là gió em hơi. Xin à phép cái cho là ca vàng, đừng đùa vui cả là cho un nắng hát chơi cùng ai nói. Xin thiệp bố mút lên chiều mệt lên chuông, ngày giao ngày thu là lễ về mương, vừa quê về là quan, vừa là mương ơ ni là gió em hơi. Con đang chi nữa sao giờ đồ cha bồ biết ngã ni đâu nói. Xin chúc cho bồ biết trường, cho mê biết chiều đói mương ơ ni là gió em hơn. Ôn răng mắng quỷ mắng thương, dù sao chẳng nữa còn đường cứ con đi đâu nói. Chúc cho bố ngồi chiều mê ngồi ngay, tuổi con chiềm cài đồ mương đã hằng đã gió em hơn. Chúc cho bố chiều mê trường, tuổi con khắp nẻo chìn mương lương dàn đầu nọ ơi. Chúc cho cái bố chợt liền chuông, luôn luôn khuê mẹ ngõ đất mương quê hương đã gió êm hơn. Bồ cứ ngồi phù ngồi đền, tuổi con chia má cái vừng bên làm nằm đã bồ mẹ ơi. Tên mẹ chúc bồ chợt lên trường, chúc mệt lên chiều ngồi nhà nơi ni là gió em hơn. Em con chúc cái ta chờ đợt ta mương luôn luôn sức khỏe, gia đình bình yên đâu nói. Chúc
cho cái bột lòng mương, cái mệt lòng lùng mình lên bình yên đã cho em hơi. Chú ca hết ta con cái lòng mương, người nói khỏe lòng mương mang bụi đầu nói. Ôi đã có bố ngồi trường, có mẹ ngồi chiều lòng mương bình yên đã cho em hơn. Cho dù hồn cứ nói thêm nó, hôm nay hạ ta dùng cho to nhà cha cùng nó hay. Đến đi mình thăm hết chiều cho mặn chùa ngày người hào thắm đó đã rủ mưa trắng ngày em đã chú cái ta chiều lòng anh hào dùng đợt mưa nỉ đâu nói. Nhưng em khẽ cưng là chờ xa mương, anh chẳng biết lối biết đường nữa đi ủ nói. Ủ nỉ cho con cái chờ lòng mương, tên un chỉ khả dẫn đường em đi đã hẹn hơn. Cả mà ơn un làm mà nói un ra đi lược em đưa theo cầu cùng un nói. Cách đăng ký kênh Người Mường TV 2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV 2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV 2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV 2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Mường TV 2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ. Hiền Lương Bakery, bánh mì thượng hạng. Hiền Lương Bakery tự hào là thương hiệu bánh mì, bánh ngọt nổi tiếng, lần đầu tiên có mặt tại huyện Lạc Sơn. Địa chỉ cơ sở 2, số 23, phố Thống Nhất, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối diện cổng trường tiểu học Vụ Bản, cạnh trường mầm non Tư Thục Bông Mai. Điện thoại liên hệ 0869 089 188. Hiền Lương Bakery, niềm tin về chất lượng.